như nào? Đây, chị hỏi bên bên này, với em bên này. Thôi đi mày. Còn tốt nhất là chả cắm chổng lên đầu này. Dài. Không bao giờ. Nếu không thì cắm dây cằm bên này này. Như này này. Đấy, rồi trông việc bóp mặt con bé ngủ thân chưa này. Ngủ thân con bé tôi chưa? Rồi thân con bé tôi chưa? Bon này vào đây con vào đây. Con đứng đằng sau chị Thỏ cho bác xem. Đây đây đây, con ngồi bên đúng rồi, Bon ngồi bên cạnh đi. Thôi, tóc đẹp thế gì nữa sao phải bỏ. Quang Anh không cần đội mũ cho Su đâu. Cho Su, Quang Anh không cần đội mũ cho Su. Đúng rồi, chị Thỏ bây giờ chỉnh trang lại cho đầy đủ cho các em ấy nhá. Bon ơi, Bon ngồi cao lên không che hết mặt con rồi. Bon ngồi cao lên một tí nào. Thôi Bon quỳ quỳ cho chị. Ờ đúng rồi.